Huy có một đơn hàng nho nhỏ của một người bạn vừa mới mang về cho anh. Bên phía bên này sẽ là một con 677, con 51, con thần hổ song đấu. Phía bên này sẽ là con thần rồng 676201 đã về rồi. Và bên này nó chính là con sư tử thần hỏa nội địa, một con bánh xe thần lửa với một con mặt trời ảo ảnh là Jojo đã xong rồi. Còn quay thì anh Phi có một mẫu ở dưới này, con quay thích. Con này là 634201. Còn phía bên này là 634301, 304. Và ở bên này nữa 634. Cái này dòng quay thích. Nó còn có màu xanh nữa, màu xanh như nằm ở dưới. Còn có màu xanh nữa. Chính xác là còn có màu xanh nữa. Trong thần phong giáp chiến thích. Còn cái này là thần rồng quốc lửa thích. Yeah. Hàng này phục vụ Tết là ok đây các bạn. Rồi anh Phi sẽ, hôm nay anh Phi rất là vui đây. Bởi vì mấy cục hàng này về để kịp phục vụ Tết. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.